các nhà lãnh đạo Ai Cập cầu nguyện lễ ấy tính từ Cairo. Quyền Tổng thống Ai Cập Adli Mansour cùng với chỉ huy trưởng quân đội Abdel Fattah al-Sisi đã tham dự lễ cầu nguyện buổi sáng tại một ngôi đền ở Cairo. Hai nhân vật này đã cùng đi cầu nguyện trong lúc cuộc khủng hoảng chính trị Ai Cập đang bước vào một giai đoạn mới sau khi các nỗ lực hòa giải của quốc tế bị thất bại và chính phủ do quân đội thành lập đe dọa sẽ dùng vũ lực để giải tán những người biểu tình ủng hộ tổng thống bị lật đổ. Cả hai phe đều kêu gọi những người ủng hộ xuống đường trong ngày hôm nay, trong lúc người biểu tình tại hai nơi biểu tình ngồi dùng bao cát và gạch làm chướng ngại vật để chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công của lực lượng an ninh. Ông Mansour đã đọc diễn văn nhân ngày lễ ấy và nói rằng Ai Cập đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Tướng al-Sisi nói rằng chính phủ do quân đội thành lập đang cố gắng hòa giải quốc gia.